Vâng, xin chào quý vị các bạn, trở lại với channel của mình. Hiện tại đây mình đang chuẩn bị giao chiếc xe Forenzer bản thiếu. Đây là bản thấp nhất trong dòng Forenzer. Hiện nay xe đang được niêm yết với mức giá chỉ 616 triệu, chưa bao gồm khuyến mại cũng như là phí lăn bánh, thuế trước bạ. Hiện nay mức chiết khấu của chiếc xe đang khá là cao. Quý hàng sở hữu chiếc xe chỉ hiện nay mức chiết khấu của chiếc xe đang rơi vào khoảng từ 20 đến 30 triệu tùy vào thời điểm cũng như là màu mà quý khách hàng đặt. Đấy, chiếc xe bản thiếu này thì rất phù hợp cho quý khách hàng có nhu cầu mua chỉ để phục vụ chuyên chở cũng như đi lại. Nó đúng là một chiếc xe bán tải đích thực, phục vụ đầy đủ số sàn hai cầu. Ok, ngoại thất thì có thể thấy như là với phiên bản này thì sẽ không có la răng đẹp như là các bản trên, không có đèn sương mù. Mặt ga lăng là ga lăng bình thường thôi, nhựa, đèn halogen, không có đèn led ban ngày, không có xi nhan tích hợp cũng như là bậc bước chân. Một cái thiếu nữa là cản sau trên phiên bản này cũng không có. Sấy gương phía sau hay là đèn báo hậu, báo phanh. Ok, cùng xem nội thất nào. Thất thì cơ bản thôi, trên này thì vẫn có điều chỉnh giảm thoại nhưng không có cruise control. Hệ thống điều khiển đèn, đồng hồ hiển thị analog, option xe. Đây, hai cầu. Đây ghế vẫn là ghế nỉ chắc chắn rồi. Đây là nội thất của phiên bản thấp nhất Ranger phiên bản thiếu. Số sàn hai cầu, phù hợp để đi lại thì chuyên chở vận chuyển không quá đắt nặng về kinh tế cũng như là hình thức. Quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đính kèm trên video để nhận được báo giá và cũng như là chương trình khuyến mại mới nhất. Xin cảm ơn.